Chào quý vị, thân ái, xin chào quý vị. Và để trước thềm năm mới, cho tôi xin chúc tất cả được vạn sự bình yên. Và để Cathy gửi đến một nhạc phẩm được mang tên Xuân Yêu Thương của nhạc sĩ Lê Quốc Khánh với điệu Cha Cha Cha.